không có gì để bảo hộ, cũng không có lan can, thế nhưng cụ bà này vẫn thành công vượt rào, leo từ tầng 8 chung cư xuống đất để đi mua thịt về ăn vì quá thèm. Thời gian gần đây, mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền chóng mặt video một người phụ nữ 62 tuổi ở Vũ Hán, tay không leo từ tầng 8 của một chung cư xuống đất. Không đồ bảo hộ, không có lan can, thế nhưng cụ bà này vẫn leo phăm phăm xuống mặt đất. Chia sẻ với truyền thông, cảnh sát địa phương cho biết cụ bà bị bệnh tâm thần phân liệt, đôi khi ý thức không tỉnh táo. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cụ bà này hành động như vậy. Trước đây, bà từng bỏ trốn một lần và được đưa đi xét nghiệm. Sau khi kết quả cho thấy bà không nhiễm virus, cảnh sát đã trao trả về gia đình chăm sóc. Cụ bà liều mạng trốn khỏi căn nhà. Tòa nhà 8 tầng không lan can, không bảo hộ vô cùng nguy hiểm. Hóa ra cụ bà vì thèm thịt quá nên trốn con đi mua về ăn. Con trai của cụ bà sợ mẹ lúc không tỉnh táo lại tiếp tục ra đường, anh chàng đã khóa trái cửa cách ly mẹ trong nhà vì không muốn bà lây nhiễm virus. Tuy nhiên, ở lâu một chỗ khiến cụ bà buồn và thèm thịt. Sau khi bị giữ lại, người ta phát hiện cụ bà trốn nhà để đi mua thịt về ăn. Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, cụ thể là Vũ Hán đang có dấu hiệu giảm nhiệt trong những ngày qua. Số ca mắc bệnh, tử vong giảm nhanh và những ca khỏi bệnh được nâng lên. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng cho biết, trong ngày 1 tháng 3 có 2.837 người nhiễm COVID-19 được xuất viện, sau khi bình phục tại Trung Quốc đại lục, nâng tổng số người xuất viện tại nước này lên 44.645 người. Video liên quan tâm dịch Vũ Hán vẫn vắng hoe như thành phố bỏ hoang. Tuy nhiên, với một thành phố là tâm dịch, nơi có hàng ngàn người tử vong vì bệnh dịch, các công dân vẫn được yêu cầu cách ly một cách nghiêm túc và được giám sát một cách gắt gao. Phương Dung, theo Thế giới Trẻ Let's Plus Ask, Oi.